sau đó mua. Thì bây giờ anh được biết cái này là mình lấy từ cái tủ này không biết. Cái này là sơ đồ đơn tuyến, anh luyện sẽ không khỏe cái bất cực nữa, nữa mà khi anh biết sợi dây cáp thì nó là biết luôn. Hoặc là ở trong cái tủ thì người ta dùng vết ba, nếu như để tủ rồi thì mình sẽ dùng dây này đóng quanh thì mình sẽ tính ra luôn. Thì như vậy đó, cái đây là cái CV tổng, rồi nó đi ra CV nhánh cho từng cấp độ tụ nha. Một cấp độ tụ là bao nhiêu KPA? Anh liền vẽ nó nhỏ một cái điển hình thôi, tụ nó ký hiệu vậy. Được chưa? Thì mình có một cái, hai cái, anh liền không vẽ cái này thì không đủ của bản nha. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn tụ. Một cái tụ ra tính bao nhiêu đây? 50 KPA L L R. Như vậy thì tổng cái chỗ này thì tính cái CV tổng này. Như vậy là ECB thì bằng Q nhân mấy đây? Q nhân 2, Q ở này nè. Thì cái này là 1000, cái này là 640 đúng không? Nhân cho bao nhiêu đây? Nhân cho 2 thì bằng 1000 mấy? À thì mình chọn là bằng, nghĩa là gần bằng, mình chọn luôn cái CV của nó là ở đây là 1253. Chỗ này là 3 pha 1253. Hiểu chưa? Như vậy tụ này nhân đôi lên thì dòng nhân đôi lên đã vui rồi. Thì cái chỗ này là 50 mà nhân cho 2 là bao nhiêu? 100 gì? Công tắc tơ, cái này MC là công tắc tơ là bao nhiêu? À ha, 100 ấm ampe có là bao nhiêu? 100 ấm ampe, tương tự như vậy ra chưa? Rồi phí thành xem là cái tủ này hết bao nhiêu tiền, CV này bao nhiêu tiền, bộ điều khiển tụ hồ gắn vô. Chỗ này người ta đeo cái CT à, để đo đếm cái ampe của tụ hồ, được chưa? Và một cái đồng hồ người ta đó đồng bôn cô chi. Được chưa? Người ta đem về ở đây. Còn biến dòng thì người ta phải đo trên đâu? Từ trên cái thanh tổng cái á, của người ta đưa ra. Ví dụ như nó mắc ở đây, từ cái máy biến áp này xuống, thì cái CT này phải đưa về bộ điều khiển tụ, bộ điều khiển tụ. Cái CT này đó, người ta móc về cái bộ điều khiển tụ này để nó đọc được cái dòng tải, nó đóng lên bao nhiêu cái lo bấy nhiêu. Được chưa? Đây là cái mà mình thiết kế tụ hồ. Còn thực tế thì mình sẽ làm tủ rồi, mình làm rất là đơn giản thôi. Cái vấn đề là làm sao chúng ta tính được cái này đó. Thì cái này là cái thiết kế tủ hồ. Thì như vậy thông thường thì cái ngăn tủ của MP thì nó gắn luôn thêm cái ngăn tủ hồ kế cho nên và người ta đi đến bếp ba nằm trong đó luôn. Được chưa? Nó đi tụ đôi. Còn nếu có một ngăn ATS nữa thì người ta làm thêm một ngăn ATS. Như vậy cái ở đây khó là cái tính toán. Còn đấu cái mặt này rồi thì người ta gắn cái này rồi thì quá đơn giản thôi. Đúng chưa? Quá đơn giản nha. Còn cái lựa chọn bớt 3, bớt 3 đó là cái thanh đồng á, thì cứ 1 mV này nhân cho 2 ấm. Như vậy thì mình phải chọn bản đồng á, là cái bản ví dụ như là cái bản này là 10 cm này nè, người ta đặt là 10 nhân cho bao nhiêu? Nhân 10, đúng chưa? 10 này nè là 10 ly, là độ dày. Cái này là tương đương với bao nhiêu? Là 100
trăm mili đúng không? Mày nhân cho 10 nữa thì chỗ nào mấy mấy đây? 1000 mili miliu thì cái bớt ba hàng này 1000 miliu nhân 2 đây là bao nhiêu? 2000 như vậy thanh bớt này không đủ thì mình lựa chọn là thanh 12 năm nhân 10 được chưa? Còn nếu không đủ nữa thì mình tăng cái bề tiếp diện của thanh bớt ba lên làm sao cho nó đủ với cái thanh trái trong tủ. Đó là cách mình học mình tính. Như vậy thì hôm sau tôi sẽ nói cho các bạn cái chi phí làm tủ này là mua hết bao nhiêu tiền nha. Rồi xin chào các bạn nha.